Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine của ông Volodymyr Zelensky đã kết thúc và Moscow muốn biết ai có thể đại diện hợp pháp cho Kiev trước khi bắt đầu đàm phán. Theo đài RT, ông Putin đã đưa ra phát biểu trên trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Minsk hôm 24 tháng 5. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, đại diện lãnh đạo Điện Kremlin đã tái nhấn mạnh sự sẵn sàng của Nga trong việc tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt tất cả các cuộc xung đột. Ông Putin lưu ý, quá trình thương lượng phải dựa trên nhận thức chung và việc công nhận thực tế trên thực địa, đồng thời sử dụng các thỏa thuận sơ bộ đạt được trong những ngày đầu của cuộc xung đột làm nền tảng. Ông Putin nói, nhưng đàm phán với ai? Tôi đồng ý rằng đó là một câu hỏi đặc biệt Chúng tôi nhận thấy tính chính danh của người đứng đầu nhà nước Ukraine hiện nay đã kết thúc. Tổng thống Nga Putin cáo buộc Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình dự kiến sắp tới sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng tới và đang được phương Tây và Kiev tích cực thúc đẩy, cũng nhằm góp phần hỗ trợ cho ông Zelensky trong vai trò Tổng thống. Ông cho rằng những động thái quảng bá như vậy là vô nghĩa đối với các văn bản pháp luật. Theo lãnh đạo Điện Kremlin, tùy thuộc vào hệ thống pháp luật của Ukraine, Quốc hội, Tòa án, Hiến pháp và một số cơ quan pháp lý khác có trách nhiệm xác định liệu ông Zelensky còn là nhà lãnh đạo hợp pháp hay không. Đối với Nga để tham gia vào bất kỳ cuộc họp đàm phán có ý nghĩa nào với Kiev, nước này cần cân nhắc chắc chắn đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp của quốc gia láng giềng. Truyền thông Nga cho hay, nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc hôm 20 tháng 5, trong bối cảnh không có cuộc bầu cử nào được tổ chức với lý do Kiev đã ban hành thiết lệnh quân luật kể từ đầu cuộc xung đột với Moscow hồi cuối tháng 2 năm 2022. Hiến pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử quốc hội trong những trường hợp như vậy, nhưng không đề cập đến bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, trong khi ấn định thời hạn của nhiệm kỳ tổng thống, hiến pháp của nước này cũng quy định quyền lực được chuyển giao vào thời điểm tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức. Hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã trở thành khắc tinh khiến cho bom thông minh tầm xa GLSDB mới của Ukraine không thể đánh trúng mục tiêu đã xác định. Trong năm 2023, Ukraine đã tìm kiếm các loại vũ khí có tầm bắn xa hơn tên lửa dẫn đường phóng loạt GMLRS mà Mỹ cung cấp vốn có tầm bắn 70 km. Mục đích là để Kiev có thể tấn công, làm gián đoạn các đường tiếp tế và điểm tập kết của Nga. Theo đó, hãng Boeing cũng đã cung cấp một loại vũ khí mới cho lầu năm góc là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB với tầm bắn 161 km, GLSDB kết hợp với động cơ tên lửa đẩy M26 với bom thông minh GBU-38, biến nó trở thành vũ khí chiến thuật mặt đất, dẫn đường chính xác, được phóng các hệ thống pháo phản lực M270 và HIMA. ưu điểm của GLSDB là khả năng tấn công chính xác cao, sức phá hủy không thua kém các tên lửa hành trình đắt tiền và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, chia sẻ với hãng tin Reuters, ba nguồn thông tin cho biết, hệ thống định vị của glsdb cho phép nó di chuyển vòng quanh các chứa ngại vật như núi và các hệ thống phòng không đã trở thành mục tiêu bị nga gây nhiễu mặc dù boeing cho biết glsdb có thể khắc phục một số hiện tượng gây nhiễu nhưng một trong những nguồn tin khẳng định boeing sẽ phải mất nhiều tháng để cải tiến nó hiện hãng boeing và giới chức ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin này trên thực tế glsdb là sản phẩm liên doanh giữa hãng boeing của mỹ và saab của thụy điển Loại bom này được phát triển trước khi xung đột của Nga và Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Hiện tượng gây nhiễu xảy ra khi một bên phát ra nguồn năng lượng khổng lồ được truyền vào một khu vực lấn át tín hiệu của các thiết bị. Nga đã sử dụng chiến thuật này để phá tín hiệu vô tuyến, máy bay không người lái UAV của Ukraine và thậm chí là cả đạn pháo Excalibur 155mm dẫn đường bằng GPS mà Mỹ cung cấp cho Kyiv. Được biết, Ukraine đã sử dụng GLSDB từ đầu năm nay. Song các chuyên gia cho hay, các loại bom này không hoạt động tốt trong vùng xung đột do phải đối mặt với các thiết bị gây nhiễu của Nga. Bên cạnh đó, Ukraine đã sử dụng hệ thống các tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km. Ông Tom Karako, chuyên gia vũ khí tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định Việc gây nhiễu trên chiến trường Ukraine đơn giản là một thực tế và nhiều hệ thống vũ khí đã phải đối mặt với điều này. Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga ở khu vực Donetsk. Theo một tài khoản Telegram đã công bố video hiện trường sau vụ tấn công, theo đó hôm 22 tháng 5, Ukraine đã phóng tên lửa vào vị trí hệ thống S-400 của Nga gần sân bay Mospino ở vùng Donetsk cuộc tấn công đã sử dụng 5 hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Ngoài ra, vụ tấn công được cho là đã phá hủy hai bệ phóng S-300-400, radar 96L-6E và trạm điều khiển của S-300-400. Một tổ hợp S-300-400 khác cũng bị hư hại. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Được biết hệ thống S-400 của Nga được triển khai ở gần sân bay Mospino, nơi cách mặt trận khoảng 50 km. Sân bay này còn có một dài đất tương đối ngắn được phục vụ cho dàn trực thăng tấn công của Nga. Hồi đầu tháng, các lực lượng Ukraine đã tuyên bố phóng tên lửa ATA-CMS phá hủy một hệ thống S-400 của Nga nằm ở căn cứ không quân belbek trên bán đảo Crimea. Vào tháng 4, Cố vấn An ninh Mỹ Jess Sullivan đã tiết lộ Washington đã bí mật cung cấp số lượng đáng kể ATA-CMS loại MGM-140 cho Ukraine. Theo ông Sullivan, Mỹ từng cung cấp các phiên bản ATACMS tầm ngắn cho Ukraine, nhưng hiện tại Kiev đã sở hữu những tên lửa tầm bắn lên tới 300 km. Tờ Newsweek nhận định, các tên lửa ATACMS đang tạo ra các tác động trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, khi các hệ thống phòng không, căn cứ không quân, địa điểm huấn luyện của Nga đều trở thành mục tiêu. Ngoài ra, cầu Crimea nối liền đất liền Nga với bán đảo Crimea cũng bị đưa vào tầm bắn của ATACMS. Trong khi đó, S-400 Triumph của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không cơ động, có khả năng tấn công nhiều mục tiêu như chiến đấu cơ, máy bay không người lái UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Năng lực của S-400 được sánh ngang với các hệ thống MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất. S-400 đóng vai trò ngăn chặn máy bay Ukraine có khả năng hoạt động trên mặt trận. Đoạn video được đăng tải bởi Future Bomber, một kênh Telegram chuyên về các hoạt động không quân Nga, cho thấy máy bay không người lái UAV của lực lượng vũ trang Moscow trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát gần sân bay Aviatoskoye thuộc tỉnh Dnipropetrov, Ukraine đã phát hiện nhiều máy bay quân sự Ukraine triển khai tại đó. Trong đó có ít nhất một chiến cơ MiG-29 và hai máy bay Yak-40. Một nguồn thông tin cho biết, quân đội Nga sau đó đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander để tập kích sân bay trên. Đòn tấn công không chỉ phá hủy các nhà máy quân đội Ukraine mà có vẻ như đã kích nổ một kho đạn trong khuôn viên sân bay quân sự. Được biết, địa điểm xảy ra vụ tập kích trên nằm cách mặt trận khoảng 98 km và loại UAV được phía Nga sử dụng trong đoạn video là Orlan 10. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về những hình ảnh và những thông tin này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố binh lính nước này đã đảm bảo quyền kiểm soát chiến đấu tại các khu vực phía bắc Kharkov, nơi bị quân đội Nga đột kích trong tháng này. Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky có phát biểu trên sau khi họp bàn với các chỉ huy quân đội và các quan chức ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine hôm 24 tháng 5. Tuyên bố của người đứng đầu Kiev dường như trái ngược với các phát biểu trước đó của giới chức Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, kể từ khi tiến công vào Kharkov đầu tháng này, các lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát 12 khu định cư. Hãng thông tấn TASS đã dẫn lời Viktor Vodolasky, thành viên Duma Quốc gia Hạ viện Nga nói thêm, hơn một nửa thị trấn Volchan tại Kharkov đã lọt vào tay quân đội Nga và họ đã tiến sâu thêm 5 km vào bên trong vùng. Nghị sĩ này lưu ý, một khi thâu tóm hoàn toàn Volchan, quân đội Nga sẽ nhắm mục tiêu vào ba thành phố Sloviansk, Gramatovs và Pokrovsker thuộc vùng Donetsk miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky và các quan chức khác của Ukraine lại quả quyết binh lính Kiev đã ổn định được khu vực. Trong báo cáo tối ngày 24 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tình hình ở Volchan căng thẳng nhưng dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng vệ. Quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của đối phương trong khu vực, bao gồm cả xung quanh Volchan, Song họ cũng thừa nhận quân đội Nga đã đạt thành công một phần ở các khu vực gần Kupiansk, xa hơn về phía đông Kharkov và khu vực Pokrovsk, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt hơn về phía nam vùng Donetsk. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phía Ukraine đã mất khoảng 11.205 binh sĩ trong các vụ đụng độ với các nhóm tác chiến của nước này ở vùng miền đông Donetsk trong tuần từ 18 đến 24 tháng 5. Các nhà chức trách Nga thống kê trong tuần qua, binh lính Moscow đã thực hiện 49 vụ tấn công quy mô lớn bằng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái UAV vào các cơ sở quân sự, hạ tầng sân bay quân sự, kho tên lửa, đạn dược và nhiên liệu cũng như các xưởng sản xuất vũ khí của Ukraine, gây tổn thất lớn cho đối phương cả về nhân lực và khí tài. Cụ thể, các nhóm chiến đấu Sever, Zapad, Yak và Stent đã phá hủy tổng cộng 19 xe tăng, 80 xe chiến đấu bọc thép, 131 phương tiện và 178 khẩu pháo giã chiến của Kiev. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy ấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!